tiệc vui. Ông về bút phê sớ hồng, đổ cho ghế hoàng trong nhà ấm về sáng năm nơi này.
đường xa thăm thầm đâu quan gì rõ xương bình ngày. Đủ về đây đông sang bóng quy quát hoàng ngất ngây. Sau trước gần xa ông xem ai duyên hoàng thượng. Ông ban cho thành đồng được ngày ngày tài như xuyên chi. Tháng năm an lành tâm thành phúc từ quân quân lai. Nay ông giáng đồng đẹp như vậy hào quang tươi sáng. Tiếng ca cung đàn dược hoang vui ngự chân xa. Thôn quê đất phủ dày vân bát thôn quê giáng sinh vào cửa họ nhà lê thánh mẫu cả trần thành đền mẫu hình dung ai có cái thanh tân ai mười năm tuổi định kết thôn nhân sướng tùy. Đình nhật chi kỳ trên thiên cung lễ đình nhật chi kỳ tuổi đôi mươi mốt mốt ni bầu về đồng thiên thai tính trời dấu thiêng ngờ bụng sắt tính trời sẽ mây bút lại mẫu xuống trời cõi trần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ô nhang nhang a diệt tập giới thông văn chư Phật hài hồi tất giao văn kỳ chữ kết thượng vân thành bình phương vân chư Phật thiện toàn thân. Nam mô Bổn Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bổn Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bổn Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loan thanh ra thiên điện ơi văn bời mau đề nhị thanh niên đi nguyên sự sinh thanh trên trời đông buông phi thường hình dung lai nhạt sắc phi thường giá xanh đổi ngọt hoa thơm mẹ trên đàn hải ngàn lô nhiệt vinh hương ra dư tử mẫu hương đưa qua đồi đại thanh hương trí tâm kim cương nhân chu viên tập phượng lam mô cũng tạng đồ tát ma tát nam mô cũng tạng đồ ta 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 mô cũng ta mô ta 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 sẽ loan thanh ra cung bờ thiên thiên ơi văn vị mời mô đề tam ánh thiên đi xích lần lòng nữ mẫu ngự đèn thoại A Di Đà Phật A Di Đà Phật Nam mô cứu khổ cứu nạn tinh cảm quan thế âm Bồ Tát bách thiên văn ức thiếu pháp như lai phát lộc ban tài chúng tai giải ách. Nam mô cung dạng bồ tát ma ha tát, nam mô cung dạng bồ tát ma ha tát, nam mô cung dạng bồ tát ma ha tát sẽ loan thanh ra cung bờ văn võ quân thần trần triều văn võ quân thần anh linh chân giáng ân ân cần giúp cho đức đức công công có lành truyền ra. Đức thanh ông ma có lệnh truyền ra các quan thủy bộ đều là chư dinh ngô bên cá phạm ma thành mờ. Nó vào ma thành ngô bình, nó vào ma thành đánh đông dẹp bắc bên đông đông cửa đúa cửa đài
tiêu cửa đoài bên đông, cửa tiêu cửa đoài tưởng then cửa xuất ra ngoài lòng bắc thời an biệt an phong mờ. Quân bộ đội Hà, quân bộ đội Hà, quân bộ đội Hà, thiên binh bản mã thẳng Hà kéo ra đánh chuyển thiên đội bản. Thiên đội bản cơ đánh chuyển thiên đội bản cơ, đức ông mình ngày nay dám anh mình trước là bảo hộ gia. Trần thế biết tay ngoài ngoài ra, trần thế biết tay tự động làm phép mi cứu dày trần gian cứu đầu thời đấy bình an mà. Thank you.
Thank you.
mà thần trời trời một phen khiến loài tà quỷ sơn thanh ve cúc mơ để đức ông đệ nhị ngài không sai ông đời lên đế đình thay quyền thượng đế đức ông giáng sinh sinh xuống hạ trần sơn thanh ve đời trần trần mở mang nam hải đức ông đệ tam dòng dõi kiềm trì
Trần Thị Y mở mang Nam Hải. Y Đức Ông Đệ Tam dòng dõi Ngô Bắc Ngô Ngự. Ông về ông trứng đền trứng phủ trứng đủ lối nhang. Ông trứng tâm cho thanh đồng họ Vũ ngày nay. Mời đồng ông trứng tâm cho đồng thầy họ Trần ngày hôm nay thấy pháp về dự, à, về tại bản đền ghế họ Vũ ông để khai đền khai phủ đón xuân đầu xuân năm mới. Và ông trứng tâm cho thủ nhang đồng đền họ Mai của ông. Và ông trứng tâm cho đồng anh lính chị ngày nay về dự lễ lễ của ông. Và ông trứng tâm cho văn đàn tiếng hát Tây Quỳnh Tây Quế hàng ghế trụ. Và ông chứng tâm cho bảy họ ngày hôm nay, họ Phạm và họ Bùi ngày hôm nay giả lục bộ nhà Trần. Ông cho từ nay trở đi từ giờ lại vợ chồng có đũa có đôi. Và ông chứng tâm cho họ Đặng và trình mã bốn phủ tam tứ phủ. Và ông chứng cho ba họ Đặng ngày nay trình lễ tam tứ phủ. Và ông chứng cho họ Hoàng hai họ Hoàng ngày nay giả mã tam phủ. Và ông chứng cho các gia các chủ đóng bè tập phúc mùa ly mùa lai ngày nay đầu xuân năm mới con nhẹ con công con bán con khoán con cầu và lòng thầy và của thanh đồng họ Vũ ngày hôm nay trong nam ngoài bắc trong ngõ ngoài làng trong thôn ngoài xóm về dự đàn lễ của ông. Ông cho nhà lào lộc đấy vận hạng tôi phải lộc tào mang đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này.
nhâm nhâm mà đi thì rồng ấp 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 mi mọi con đã tình
kim phụng hoàng thân thần thánh chúa tiên dung ca lang đờ kiên ơi lần lần chúng sinh cổ ngã kim kính lễ thái hoàng chữ đàn diên dòng nhạc thật diệu khai quang chứng hình nhân tây xây bụi trần bò nước thiên la tây xây bụi trần cho an bản mệnh độ cho tâm vững vàng độ cho Now.
chiêm bao phút thầy mộng mộng mà thầm sao sai đôi vị phu nhân nhà Trần nhỉ, thế mà cô về nhỉ, cô văn thỉnh cô lại bái cô về, cô đóng đầu đồng cái họ cũng bắc kế, cô ngồi bắc ngôi cư tại điện vạn vạn xuân nhỉ. Thế mà cô về cô chứng tâm chứng quả chứng tâm chứng tâm cho thanh đồng cái họ vũ cô sáng thay hoa chiều nước đêm năm canh ngày thắm chứng thắp đến thờ cô nhỉ. Và cô chứng tâm cho đồng thầy pháp sư ngày nay họ Trần về canh đàn tịch lễ đầu xuân khai đèn khai phủ cho ghế họ cũ cô ăn mày lọc mày thầy. Cô chứng tâm cho thủ nhang đồng đền họ Mai và cô chứng tâm cho anh đồng anh đến chị ngày nay về dự lễ của cô và cô chứng tâm cho văn đàn tiếng hát Tây Quỳnh Tây Quế hàng ghế cô. Cô chứng tâm cho họ Hạ Vợ Bùi ngay này cả lục bộ nhà Trần. Cô cho từ nay giờ đi giờ lại vợ chồng cô đũa cô đô. Và cô chứng tâm cho ba họ Đặng ngày nay Trình Mã bốn tam tứ phủ thuyền thoi quay ngựa hình nốt hốt tươi dâng khăn áo cô nhận bến nhận thuyền nhỉ. Cô cho từ nay giờ đi từ giờ lại gia đình nước chảy một dòng mà thuyền chung một bến và cô chứng cho hai họ Vàng ngày nay giả mã tam phủ tại Sơn Na nhỉ. Và cô cho nhà nào và cô chứng tâm cho cách gia các chủ ngày nay về dự đàm lễ của cô đầu xuân năm mới. Thế mà cô cho nhà nào lộc đấy vận hạn tôi mẹ lộc tài cô mang phúc nhà nào cô trao nhà đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời trần nhớ xưa tình cũ, đời trần tình sinh cô bé mười vẫn cô bé mười. Đôi mắt vương sáng đời non nước khi thanh xuân chừng đồ đôi mươi ngoài biển đông sóng vỗ lưng trời. Trời cô lão ai dừng mà ngoài tôi chậm chúc mừng non sông Đức anh hùng rất vất vả thi của nhà chất mà cô bé đầu thai bẩm sinh mà đang bậc bậc anh tài mà bị bài xa đô triệu lộ cung mơ buồn cô ai muốn dòng mà sơn sang mơ tình tình mà hay mang chút mang tàng mơ vẫn che mai mưa có cơn nam trà bạc bờ ý à. Thay quang dòng nhân thầm quỳ diệu thay quang chiếu đàn duyên nhà thấy tăng cúng ràng anh Chúa Thiên Trung ơi à. Ngàn thật thật cờ ân đi tiểu bi mân chúng sinh mân cô ra kìm sinh lễ dòng nhạc thật 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 dẻo khai quang chú đàn duyên mà tí à. Cô bé bé ngoài cửa ông mơ giữ tròn vẹn tinh thông trên biển mờ đưa nghĩa quân truyền phá quân thù trong mờ ơn binh binh lỡ binh mù ý à. Sông vỗ mênh mông đi đến cửa ông ba, sông vỗ mênh mông ba, thuyền dòng cậu quật đi chèo bơi về đền.
lạc đà kim phụng hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương. Khai quang sau không nhang thập cờ diệu khai quang chiếu ba 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 tên tăng công trạng kim phụng hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương. Đầu xuân năm mới nhỉ. Thế mà ngày nay thì cậu về của chứng đền chứng phủ chứng đủ lối nha cậu chứng. Cái đồng thầy pháp sư ở tại ngày nay về dự đàn hội của cậu. Thế mà khai đền khai phủ cho ghế họp của cậu để xin lộc xin tài vận hạn tay qua cầu được nước tấm được ngày một. Đông con nhang sang đông bản đền sang bằng phủ và cậu chứng tâm cho thủ nhang đồng đền họ. Cậu chứng tâm cho đồng anh đến chị ngày nay về dự đàn lễ của cậu. Cậu chứng tâm cho văn đàn tiếng hát Tây Quỳnh, Tây Quế, Hàng Huế với chị. Cậu chứng tâm cho bảy họ ngày hôm nay. Họ Dạ và họ Bùi ngày nay giả lục bộ người Trần. Và ba họ Đặng ngày hôm nay giả ngã. Tam tứ phủ thuyền thoai voi ngựa hình nốt nốt tươi dân khăn dân áo này. Và cậu chứng cho hai họ ngày nay họ Hoàng ngày nay tại Sơn Na. Để xin sám hối nhà ngài giả tam phủ. Và cậu chứng cho bách gia trăm họ, con công, con bán, con khoán, con cầu, già la, tiến não, bách gia trăm họ về dự đàn lễ của cậu ngày nay đầu xuân năm mới khai xuân mời đồng thầy về. Cậu cho nhà nào độc đấy, vận hạn tốt ra, lộc tài có mang đến phúc nhà nào cậu trao đến nhà đấy.
đông cậu quân quân dự ta soi mình. Trong gai cửa sắt cửa mở
Sơn Loan thanh vang. Đông đông ơi, ngôi đền thờ lập ở hướng đông, thỉnh mời cô bé ở đông cầu sáng nào. Sơn Loan.